chưa hai. Hello chào mọi người, hôm nay tại thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh, Công Nguyễn bốn Việt kiều Mỹ, Công Nguyễn 40 năm làm việc bên Mỹ, nay về thị sát thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh. Vậy từ thị sát ghê vậy. Buổi sáng chào tất cả mọi người, buổi sáng rất ở cái thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh. Bây giờ thì chúng ta đang đi ăn sáng nè, nhưng mà thấy quán đẹp quá, cái cảnh quan thì nó bữa nay nó được hơi tiết, nó hơi mưa ha, mấy bữa nay nó hơi mưa không được đẹp lắm, nhưng mà phải công nhận là người dân ở đây thoải mái quá, nhà cửa cao ráo rộng rãi, giường cược đầy đủ. Mưa cái cà đây còn bắt tay rồi đây. Em cái thì chị đấy. Hôm nay mình ăn cái món gì à? Súp lươn. Súp lươn hả? Súp lươn bánh mì. Nói chung là thì mà thật ra đi một đi ra thăm ở nhà của Hải với lại bà con của Hải với lại xung quanh tất người dân ở đây. Rồi chắc chắn là phải hợp, không hợp cũng phải hợp mà. Thấy cái đề, món lạ, món lạ. Để mình đi tham quan cái chỗ này tí ha, giới thiệu cho mọi người. Ở đây nó có một cái đặc biệt, khi chạy qua đây ta thấy có một cái hồ, mặt cái hồ này nó tựa tựa giống ngoài Hà Nội vậy. Hồ Gươm. Đây là quán súp lươn của bà chủ, hai ông bà chủ. Đây nè. Súp lươn bờ hồ Hương Khê. Được rồi, súp lươn bờ hồ hả? Ở đây là đường Nguyễn Huệ. Dạ. Đây, 96 đường Nguyễn Huệ. Đây, mày chiếu ở đây nè. Để thăm quan cái hồ coi. Trời mưa, nhưng mà thấy không? Rất là đẹp. Nó tựa tựa giống như là kiểu ngoài Hà Nội vậy đấy. Rồi, chào Tuấn Nguyễn. Chào Tuấn Nguyễn nha. Hôm nay Công Nguyễn đi thị sát miền Trung Việt Nam. Hôm nay trời có một vài giọt mưa. Đi ở đây khỏi mưa. Cho chú ra thăm cái hồ. Cái hồ này trời nắng chắc đẹp lắm nè. Đẹp. Cái này nó gần giống như là một cái hồ của ngoài Bắc ấy, ở Hà Nội, hồ Tây hay là hồ Gươm gì đó. Có thể rất là đẹp, và tôi nghĩ là những cái ngày mà không mưa bão chắc là người ta ra đây ta không mát, và ở đây ta thấy hình như là đã tráng mặt tiền, đã tráng xi măng rồi, có nhiều cái là vẫn còn nhà nước mình như vẫn còn trưng dụng, vẫn còn làm nữa, có thể là đây là khu vui chơi luôn á. Đây trời mình nắng là buổi tối là người đông tấp đập luôn. À, ăn nước bán hơi xui quá cái chỗ là tại vì mình đi ra nằm ở ngày mưa bão cho nên là vì nó không được cái không gian, với lại nó mưa, đang mưa đó, người ta không có người dân. Đăng kia có cái câu đỏ kìa. Những câu đỏ câu Thế Húc ở Hà Nội đó. Đây. Rồi rồi. Đây này. Đó kìa. Đó hướng đó. Đây này. Thấy chưa? À, cái cầu này thấy rồi. Ừ. Đây đi. Nó giống như cầu Hà Nội. Thôi. Đúng rồi. Mọi người cùng xem nha, đây là thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh. Đúng rồi, đây là thị trấn Hương Khê của Hà Tĩnh. Đây là có một cái cầu đỏ bắc qua giống y chang như ngoài hồ Tây hả? Hồ Gươm. À. Cái hồ này được xây dựng theo lối kiến trúc của Hồ Gươm. À, copy về đó. Thế hay gì thấy nó giống. Ừ. Nó rõ ràng là như vậy. À, bên kia thì khác Hồ Gươm là ở bên kia cái đảo đó, cái cù lao bên đó lại có tường Bắc Hồ. Có tường đài Bắc Hồ rất là lớn. Ở đây mình nhưng mà không qua được. Không qua được. Ừ. Đi đường kia mới qua được. Nắng ráo đường mà nắng ráo thì họ rất đi. Ừ. Ở đây thật sự là tất cả đường làng tại nhà cửa Hải, tất cả những cái thôn quê
nó nói một cách khác là Hương Khê tỉnh là đây là miền núi, nhưng mà những cái đường vào trong miền núi thì họ vẫn có những cái đường này không không phải là đường ấy nha, đường nhựa hoặc là đường xi măng, đường bê tông, vì nó rất là sạch sẽ. Nên giờ bây giờ nông thôn bây giờ đổi mới rồi, nó không còn như ngày xưa nữa. Và mình thấy những người lớn tuổi ao ước về đây sống, đây không khí trong lành trong mát. À, làm vài chén rượu ngủ hả? Làm vài chén rượu xong nó ngủ chết luôn, ngủ mà trời nó mát cho nên là ngủ sướng, là khỏi quạt khỏi gì cả. Mà nhà làm nhà nấy khổ là bề thế, thực sự là bề thế. Ở dưới này họ nuôi cá cắm cá đen đỏ. Cắm đen à, không biết ở đây nuôi cắm đen nhanh lớn lắm à. Với cái hồ này nhiều ốc, con cá cắm đen nó ăn ốc ăn hến à, cho nên nơi nào mà nhiều ốc thì con cá cắm đen nó nhanh lớn, cho nên nó cá cắm đen nó mắc ngon cái, nó mắc thế. Cái vùng Hương Khê Hà Tĩnh này này nó phát triển quá là dữ dội, cho nên vì đó hầu như đa số nhà nào cũng có xe hơi cả. Cái xe hơi á, cái xe bốn bánh á, bây giờ đối với cái người dân ở đây cũng giống như là chiếc xe hai bánh thôi. Và mà dồn kỹ coi, hầu như tất cả mọi nơi đều có xe cả. Nhà nào cũng có xe. Nhà nào cũng có xe hết. Đó. Và nó nói là có nhiều người đồn nói là ở bên thị trấn hay chỗ gì ta, trung tâm thị trấn thành phố Hà Tĩnh. Thành phố Hà Tĩnh là toàn là xe hơi không. Xe máy gần tuyệt chủng rồi. À, mà không có xe máy. Nói như vậy để hiểu rằng cái mức sống người dân họ đang đưa lên cao, rất là cao. Và nãy có một clip của anh chàng bà con mày nói đó, hầu như là họ ưu đãi là không có thuế đất nè, không có thuế nông nghiệp nè, tất cả mà tới 50 năm rồi. Nông lâm thủy sản là không có thuế. Không có thuế, ở tại cái vùng này là không có thuế. Cả nói chung là bây giờ thì cả nước luôn á, cả nước nông lâm thủy sản cả nước là làm theo lời kêu gọi của bác Hồ là miễn siêu thuế cho người dân. Cho nên nhà nước bây giờ làm thực hiện, ngày xưa là thực hiện 50 năm, bây giờ lại 30 năm tiếp là 80 năm, tất cả tổng cộng 80 năm. Thì đang thực hiện từng bước một. À. Thì bây giờ lại tiếp tục là 50 năm hết rồi, thì giờ 30 năm nữa là không có thu thuế gì hết. Đó, thấy người chưa? Dân chỉ có làm bỏ tiền, bỏ làm rồi ăn xài thôi, không có đóng thuế. Nói như vậy thấy chưa, để đánh tan những cái luận điệu xuyên tạc mà siêu cao thế nặng là ác, hèn cái giặc ác cái dân là tào hủy diễn tào lao tầm bậy tầm bạ không. Mình phải đi tới nơi, mình phải tìm hiểu tới chỗ, mình phải đi tới những con đường làng, đi vào thôn quê để mình thấy cái mức sống của người dân như thế nào để mình phản định. Và hồi nãy có một cuộc phim mà Hải nó quay tôi là đi thăm những căn nhà hàng xóm thôi, bà con họ hàng của Hải thôi, nhưng mà đó là những người dân họ coi làm nông nghiệp thôi, nhưng mà cái nhà của họ thấy là thế thầu rồi, nhà gỗ nhà cây đó, bà con từ cây gì cái nãy nói gọi là cái gì hương gõ đỏ nè, gõ hương nè, toàn bộ từ cột đầu cột nấy, trời ơi, từ trần tứ mái gõ hết. Mà cái người dân ở vùng miền núi này thường thường họ sử dụng gõ là nhiều. Dạ, nhập dạ. nhập bên Lào hay là nhập bên Lào gõ, nhập bên châu Phi đó, vậy đó. Nói chung là người dân đây sống họ không áp lực gì đâu, quậy xu thuế gì không, có xu thuế thương mại họ sướng. Dạ. Kinh doanh quán xá này tất cả mọi thứ đây cũng không xu thuế gì cả, đó nè, thoải mái luôn cả khu phố này. Người không biết thuế là gì, trời ơi, có nhiều người đây đâu cả đời không biết thuế là cái gì, cứ đi làm ăn thôi. Và ở đây ở đây thì là nói chung là đây là một vùng miền núi xa xôi hẻo lánh mà nó là như vậy rồi. Ghê thiệt. Một điều là chú thấy là đi thị sát á, chú thấy là ở đây là cái từ vô gia cư ở Việt Nam không có tồn tại, nó không có trên bản đồ. Từ vô gia cư không tồn tại. Đúng rồi, đây không ai không có nhà, thành ra mình không thấy là không có ai mà ngủ lê của đất và đường bờ xá hết trơn rồi. Cái câu đó nó buồn cười cho đó. Ở đây nói là nhiều người chưa có ô tô thì cũng thì đúng, thì đúng rồi. Nhiều người chưa có thì đúng. Ừ. Mình đâu có nói hết đâu, nhưng mà mình nói đa số người dân ở đây đều có đó. Vẫn có xe hai bánh vẫn chạy lác đác, nhưng mà bây giờ hiện tượng bây giờ ai có tiền ai cũng muốn mua một cái xe ô tô rồi. Thứ nhất là người ta che mưa che nắng này kia là cái xu đó là xu hướng nha. Yeah. Xu hướng. Còn đa số vẫn còn sót lại những cái hộ mà người ta còn nghèo thì đương nhiên người ta chạy hai bánh thôi. Không, mà nhà giàu đi hai bánh thì tiện, cả mua cả ô tô cả xe hai bánh trong nhà có cũng không có luôn. Nhiều có người ta đi hai bánh nhưng mà thực chất nhà ta có xe. Yeah. Ví dụ là vậy, mình không
Nói chung chiếc xe mà chiếc xe ô tô bây giờ cũng không thể hiện là anh giàu có hay là nghèo nghèo đói. Bởi vì nó bình thường quá. Bình thường quá rồi. 300-400 triệu chiếc có chiếc rồi. Thì có. Nói chung là tuy bây giờ dành tiền lại đầu tư đất đai, nhà cửa hoặc là trồng nương rẫy hoặc là đa số người dân ở đây họ dùng trồng nông sản nhiều. Họ trồng bạch đàn, họ trồng những cây cừ, họ trồng keo trong rừng làm gì đó, mà họ trồng một lần vậy là mấy mẫu, ta chục mẫu chứ không phải là ta trồng kiểu ấy đâu. Bây giờ một thời gian nữa thì dầu khí nó hết thì con người ta phải dùng bằng giấy thôi, coi như là ngành trồng rừng trồng giấy là lên ngôi. Thôi được rồi, giờ vô đi ăn. Đây hai ông bà bán súp lươn đây. Rồi chào Quang Lê nha. Rồi bây giờ cho con cái cái nhà rìu của ông chủ quán súp lươn. Trời ơi, thật là bao la luôn. Nó có thử chén rượu Việt Nam không? Được, làm cho một chén đi. Làm chén uống thử đi. Đây coi coi cho mọi người thấy tôi. Đây là lương. Ừ. Có lý ha, ăn bánh mì có lý á. Ừ. Đây. Dạ. Đúng rồi. Đấy nhìn tô súp lươn thấy đã luôn ha. Lại được ông chủ quán mời rượu nữa. Làm chén rượu đúng không? Đấy. Cái quán súp lươn này ở gần bờ hồ Hương Khê Hà Tĩnh rất là lớn nha. Đúng rồi Khánh Phan, đúng rồi. Anh Hải đây nha, anh Hải đang live stream đây. Chúc em một buổi sáng tràn đầy yêu thương nha. Hôm nay anh dẫn bố cầm của em đi thị sát miền núi Hương Khê Hà Tĩnh để coi cộng sản nó xây dựng nông thôn cỡ nào, để về bàn với Biden là hỗ trợ Hương Khê mấy chục tỷ đô la để xây dựng á. Nhưng bây giờ Biden đang điên gì, đang điên đầu rồi. Mà bây giờ về thấy đẹp quá thì không cần hả? Đủ hả? Đủ rồi. Rồi chào Hoàng Nguyễn, rồi chào Tuấn Ngọc. Đấy. Sáng nay anh dẫn bố cầm của các em đi về miền Trung, hiện tại bây giờ đang thử món súp lươn. Súp lươn à? Ừ. Để cho bố thử các cái món ăn đậm đà bản sắc dân tộc, đặc biệt là súp lươn xứ Nghệ, rất là nổi tiếng. Cái cái gì còn thứ ở đây à? Cắm làm sao? Cái nhiều cân ăn cái nữa. Cái okay, súp cây hả? Cho cái này vào nữa. Cho cái này vào đây. Nhiều cân ăn nữa thì can thì vào nữa. Nếu muốn cay thêm một chút xíu. Thêm nữa. Được thêm rồi. Cho cay á. Ở đây súp lươn cũng có bánh ướt rồi bánh mì luôn nha. Đấy. Mọi người thấy ăn súp lươn những cái khung cảnh cũng rất là ấm cúng. Nhà thì quán xá được làm bằng gỗ. Đấy. Ở đây miền Trung thì người ta xây nhà rất là kiên cố nha mọi người. Cái tường nhà cũng xây tường 20 để cho nó khỏi bị bão lũ. Miền Trung mà đến mùa bão thì khủng khiếp lắm, giật đến cấp 12. À. Nói chung đất nước ta thì từ nông thôn tới thành thị bây giờ chỗ nào cũng đẹp. Chỗ nào được nhà nước và nhân dân cùng làm. Vô rồi đâu rồi? Đây. Vô nha, vô với anh một miếng Khánh nha. Rồi vô. Rồi chúc sức khỏe. Rồi mời Khánh nha. Khánh đang lên online. Đấy, Khánh online. Chào Hoàng Nguyễn. Dân 34. Đây mình là dân gì, miền Trung gọi là dân gì? Dân cá gỗ. Bây giờ đưa chú cầm về dân cá gỗ này. Bây giờ là ăn lươn thiệt, cá thiệt chứ không ăn cá gỗ nữa.
Ngày xưa đẻ con cá gỗ á, bỏ trong cái nồi luộc cái bỏ bột ngọt với mắm muối vào rồi chan ăn. Còn bây giờ thì ăn thiệt rồi nha. Mọi người về đây ăn cá thiệt chứ không ăn cá gỗ nữa. Chuyện xưa. Ơi. Chú chào mọi người cái chú ơi. Chào tất cả mọi người nha. Đang ăn, bố đang ăn nhưng mà thôi thì cũng tranh thủ livestream cho mọi người xem sức khỏe của bố đi về miền Trung thế nào. Mọi người rất quan tâm. Đây, Nhân Ba Tư chào bố Cầm Nguyễn cùng cả nhà. Rồi cảm ơn nha, xin cảm ơn nha. Đấy, mình quay sơ bộ cho mọi người thấy miền quê Việt Nam. Sáng nay cả gia đình cùng đi chơi, thăm thú. Cũng như đưa chú đi để ngắm nghía quê hương nông thôn Việt Nam thế nào. Rồi hưởng cái không khí trong lành ở miền quê. Đấy. Rồi thay mặt chú đang ăn, anh cũng quay nhiều. Nhưng mà thay lời muốn nói, anh chúc tất cả anh em trên cộng đồng mạng luôn luôn tràn đầy yêu thương, tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy sức khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn. Rồi goodbye nha. Rồi bye bye nha. Bye bye, để cho bố ăn ngon miệng. Rồi, bye bye nha.